Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh COVID-19. Nghị quyết số 128 về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách, giải pháp về phòng chống COVID-19 nhằm từng bước khôi phục và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, hành khách. Trong đó khẩn trương hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo phục hồi sản xuất trực thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ động tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, ưu tiên tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tham gia hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa.